Hello anh em, tôi Di Còm đây. Hôm nay quay trở lại với anh em làm một cái vlog. Thì hôm nay mình với vợ mình đang quay nhá. Thì hai vợ chồng sẽ đi Sapa. Đây là đầu tiên đi Sapa của mình. Thì anh em sẽ theo chân mình xem cái cuộc đi chơi, ăn chơi ở Sapa có gì nhá. Thì đây, xe của bọn tôi cũng đến rồi. Hôm nay bọn tôi sẽ đi xe limousine. Thì anh em có muốn ngó qua xe không? Thì bây giờ mình lên nhá. Đây, hôm nay chúng tôi sẽ đi với 4 gia đình. Gia đình một cái xe này rơi khoảng 15 chỗ, hợp lý. Anh em không biết là có cái địa điểm ăn chơi, chắc tí phải lên group hỏi anh em. Được rồi, thôi tí nữa mình khởi hành, mình có gì mình sẽ quay tiếp cho anh em sau nhá. Ok mọi người ơi, vừa đến trạm dừng nghỉ, tôi cũng vừa làm rất mini. Bây giờ thì đang đi khoảng 100 cây rồi. Giờ đang ở trạm dừng nghỉ mọi người nhé. Hôm nay hai vợ chồng lần đầu tiên đi du lịch với nhau ấy, từ lúc cưới đến bây giờ. Hôm nay lần đầu tiên được trốn con, bình thường là toàn đi cả hai đứa. Thôi để tôi kiếm quả trứng tôi ăn nhé các bạn nhé. Ua. Ok, đến nơi rồi anh em ơi. Đây là khách sạn The Mông Đít. Anh em nhìn quả view rồi nhá. Ở đây nó hơi xa cái thị trấn một tí. Cách thị trấn chắc tầm khoảng 3-4 cây. Cho anh em xem qua cái view này. Vừa mới đến còn chưa nhận phòng cơ. Xoay. Ui có bể bơi kìa, lạnh thế. Ê mình có được bơi không? Cái phòng mình có bơi à? Ui. Được cái nhà nhìn hoa này. Đi. Đi xuống dưới này tí mọi người ơi. Ở đây có bể nước nóng cho mọi người có thể tắm. Khả năng mai mình bổ một tí, gọi là bơi bổ đầy nhanh nhé. Chồng ơi, chồng hỏi 401 ở đâu? Hỏi anh này này. Anh ấy 401 đâu ạ? À trên này luôn à? Ngay cơ này chỗ càng đầu kia. Đấy nó mắt lạnh luôn anh em. Mắt mình cũng mắt lạnh ý. Tầm này nó ăn lẩu lủng rồi thôi, hết bài luôn á mọi người. 401 à? Từ từ xuống đây này. Ở đây luôn rồi. Ok anh em, đây là phòng couple dành cho cặp đôi. Thì đây mình đến phòng của mình rồi đây. Ở đây thì sẽ có một cái giường, rồi hai bộ quần áo, điều hòa. Ôi điều hòa mà người ta để 33-31 độ nhưng cho nó ấm với nhau á. Và đây là view của phòng. Xe. Ở cái này để nằm mà. Vô đẹp á. Mọi người dưới này đúng không? Đây đây. Mình ở cao hơn. Mình ở cao hơn mọi người một tí. Để đấy. Ok, cẩn thận. À đây có cái nhà vệ sinh nữa này. Ui. Kính bóng đấy, cứ cho mình cắm đầu à. Đây có một nhà vệ sinh này nha anh em nhá. Bồn rửa mặt. Thấy là hợp lý. Ở đây bao tìm đêm này em nhỉ? Cái chiều mấy phải? Ai củ một đêm như này là cũng ok, có cả phiếu ăn sáng, view đẹp, sạch sẽ. Được anh em ạ. Mình cái chuyến này mình đi sẽ đi khoảng 3 ngày 2 đêm. Ok, thế thì bây giờ tôi tắm rửa cái xong tí nữa lên trên thị trấn ăn uống thì tôi sẽ quay tiếp cho anh em nhá. Hello anh em, bây giờ hiện tại tôi đang đứng ở trung tâm thị trấn. Và nay bọn mình sẽ ăn ở nhà hàng Liên Tôn nhé các bạn nhé. Test thử quán này.
Ok, mình xong mua ít đồ đã rồi lên trên quán quay cho anh em nha. Ở đây mát lắm. Giàu luôn. Cái gì giàu ngon ạ. Ra, ra luôn. Vừa ngon luôn. Ok. Đây là món gỏi cá hề nha các bạn. Anh ăn luôn miếng nhé. Tề quá anh à. Gà đen trong truyền thuyết đây. Sao đen nhánh như này á, xám xám ấy. Gia vị chanh. Bánh đà hết rồi nữa. Xem bên kia còn không? Gà giòn á. Gà giòn á. Ra giòn cực mà béo béo á. Để cho ngang miếng bù này. Ngon ngọt. Về đi bút. Phần kinh kê nào mọi người ơi. Bọn tớ vừa đi ăn về. Hôm nay buổi đầu tiên đi đến là buổi tối luôn. Nên là chỉ có ăn uống xong là bọn mình về resort ngủ luôn. Chắc là khả năng ngày mai mình đi chơi nhiều hơn. Hai vợ chồng mình sống với nhau một sớm. Chỗ này nó không có chỗ để cam một mẹp lên là để bàn này nó hơi thấp mình cái cùi thì các bạn tôi gần 1m9 ấy. Anh tào lao thì anh 1m9 mà 1m9 chứ kể ra anh đẹp trai với đấy nhỉ. Dạ kể ra anh cũng đẹp trai chứ. Đẹp trai để làm gì, đâu còn xấu lắm. Đẹp trai để làm gì thì cũng đẹp trai không thường ấy. Anh cầm điện thoại đi. Thì thôi tắt nhé. Các bạn hai vợ chồng mình đi ngủ đây. Các bạn ngày mai gặp lại nhé. Hello mọi người. Chào anh em buổi sáng thứ hai tại Sapa. Thì mình mới ngủ dậy xong. Vừa mới lên đồ đây, chuẩn bị. Chắc hôm nay có thể sẽ đi bản nha các bạn nhé. Bây giờ mình đang di chuyển ra chỗ ăn sáng. Ở đây thì resort này sẽ cho mình ăn sáng. Có ăn sáng cho mọi người luôn. Anh em thấy cảnh đẹp không? Buổi sáng thích nhỉ. Bây giờ mà cứ tối live stream mà mở mắt ra có khung cảnh như này là mắc binh luôn đấy. Tôi sẽ đi làm cameraman. Đây là phở nha mọi người nhá. Sốt vang à. Cho bắt phở đi.
Anh cho anh bát phở đi. Làm bát phở một tí, làm tí bánh mì là đẹp. Uầy, đây là mì xào kinh gia. Mấy món nó khá là cơ bản, cháo. Phở sốt vàng. Mời người ăn sáng nhá. Em cho anh cái bánh mì trứng đó nhá. Khả năng một bát phở sốt vàng này hơi ít đấy. Không phải mọi người bảo anh mồm ấm nhẫy thì anh lại không. Hôm qua tôi mới cân lại anh em ạ. Tôi lại 73 cân rồi. 70 cân được có mấy hôm. Nó tự nhiên đợt này anh lên nhanh nhỉ. Anh ăn đêm như gì ấy. Phở này không bằng dưới xuôi được anh em ạ. Phở này ở trên này ăn tạm thôi. Ông ơi phở hơi nhạt thật. Nhạt. Ở đây trên này chắc ăn bánh mì là đẹp. View ác chưa? Ở view ác chưa mọi người? Công nhận mọi người là khách sạn làm giờ mông này đẹp. View nào cũng đẹp luôn. Đứng đâu cũng ra ảnh luôn anh em ạ. Rơi máy lên là có ảnh. Khả năng là hôm nay mọi người sẽ đi bản đấy. Không biết là nếu mà thời tiết mà không mưa thì chắc chắn là sẽ đi bản đấy. Bây giờ đi luôn hả? À bây giờ ăn mì luôn á? Ừ. À, ok. Ôi, khả năng là tôi đã bắt phở rồi. Em cho anh cái bánh mì trứng đi. Ôi, bánh mì trứng đi, chắc mà mình không quay nhá. Không anh em bỏ tôi ăn thảm. Tí nữa gặp lại nhá. Ăn như Tây nha. Mà lại tận là tây. Ơ, em quay à? Tây bắc. Trông cũng tây ấy, nhưng mà là tây bắc. Lòng đào. Lòng đào. Ủa phải. Ok mọi người ơi, bây giờ chúng ta đi chơi nhá. Hôm nay sẽ đi chơi bản nha anh em. Không biết là trên bản sẽ có cái gì. Bây giờ nhà mình bắt đầu di chuyển lên xe đây. Em có biết hôm nay đi bản gì không? Cát Cát à. Hôm nay chúng ta đi biển, đi bản Cát Cát nha các bạn nhá. Không biết lại đi biển. Ok, lên. Wow, anh em ở đây thấy hoa tươi đang trồng. Nhìn như hoa giả nhá, tươi vậy. À, sáng ra đi ở cầu thang này cũng hết hơi. Dốc phết. Thôi lên xe đi. Lên xe đi đến trên đường đi mình quay cảnh cho mọi người nhá. Đi, let's go. Ok anh em, hiện tại thì mình đang có mặt ở chỗ trạm phát vé của bản rồi. Thì đây sẽ bán vé nha các bạn nhé. Người lớn là 150, trẻ em là 70.000. Ở đây người ta cũng có mấy quầy bán đồ, chắc là đồ của dân tộc nhỉ. Ok, vậy em có muốn mặc bộ này? Thôi à? Ok, thì bây giờ mình vào mua vé nhá. Xong tí nữa xuống dưới bản mình có gì hay ho quay tiếp cho các bạn nhá. Đúng chưa ạ? Ok. Đi vào trong bản thôi. Đây, lấy gói này. Ok. Bao tiền băng nhỉ? Chống ạ, cái biết bật lửa. Áo này có đứa nào biết rồi không? Có sáo, có tiêu được. Cháu gửi
tiền lẻ ngoài. Tiền lẻ hơn à? Hôm nay chúng bật lửa ra là ăn gì? Đây là lẻ hơn à? Ở trong phim mua tí kẹo thì xuống cho trẻ con này. Thôi đây anh cầm nhá, đi hơi dốc em đi em ngã đấy. Đây đi này ghê quá. Đây được ghi xuống bảng nhé mọi người nhá. Ôi trông cái kia nhìn như cái bàn tay ấy nhỉ, nhìn kìa, như cái bàn tay ấy. Đi vào đây chơi tí nha mọi người nhá. Thỏ này. Bế được không? Chị ơi. Cái này còn giả này chết rồi. Thỏ này có bế được không? Đẹp quá. Chê ơi. Trông con nâu kìa. Ô, thỏ trắng đẹp nhất rồi. Mười nghìn một lượt anh em nhá. Sao? Đi. Đây nó có. Ma đâu? Sao? Ở kia cáp treo bên trên kia kìa. Cáp treo đi đâu ra? Nó đi băng à? Đang thử cái bàn tay này đi. Để đây đầu vào đây nhá. Đây là cây à? Đẹp không? Đẹp không? Nhìn cảnh đẹp không? Được anh em ạ, 10.000 một lượt. Chỗ này người ta nhìn được hết view luôn. Ở dưới xuôi người ta gọi à, chúng mình gọi view này là view 1 triệu đô. À, là ở dưới xuôi chúng mình gọi view này là view 1 triệu đô. Mời. Đi quả dốc này công nhận là xa phết đấy anh em ạ. Ở đây thì mọi người kiểu mua bán các thứ, mấy cái đồ ở trên bàn với cả ngắm cảnh. Nói chung là cảnh cái sườn núi mình đứng ở trên kia là mình nhìn thấy hết rồi đấy các mọi người ạ. Nhưng đây cũng chỉ gọi là thấp hơn thôi, chứ chả nhìn được hết đâu. Ngủ quá, tự nhiên vừa lại mua cái túi kẹo từ trên kia biết thì xuống dưới này mua đỡ phải sách đấy. Người ta bảo là ở dưới này có trẻ con, mua kẹo để cho chúng nó mà chưa thấy đứa trẻ con nào. Thôi được rồi, khả năng là tôi sẽ phải kiếm cái gì hay ho thì tôi bắt đầu quay tiếp nha các bạn nhé. Chứ bây giờ chỉ có đi dốc thôi anh em ạ. Ừ, đuối quá. Mình ở đây mất dậy kinh khủng. Kiểu xin tiền ấy. Mình mà không cho về quay ra chửi luôn. Đấy, nó bảo đội trên kia là kẹt xỉ keyboard. Sợ thật. Không, anh có cho đâu. Ở đây người ta đâu cho đâu. Sắp hết rồi mọi người ơi. Sắp được đi ăn rồi. SOS. Dốc quá. Cái này là đúng kiểu hành xác luôn ấy. Xa. Thịt ngọc bếp này. Rồi. Lò. Thì nhà nào cũng có một cái lò như này luôn đó. Rồi anh em ơi, ta đến suối rồi. Rồi. Kiếp lạn leo dốc của chúng tôi vẫn còn rất là nhiều. Rồi. Đến suối rồi. Tôi nghĩ ở đây toàn trẻ con. Mua mấy túi kẹo liền rồi. Mua kẹo từ đầu anh em ạ. 3-4 gói liền, mỗi gói 1 lít. Không thấy một đứa nào luôn để cho. Cũng sách rồi.
Wow, suối này, đến suối rồi các bạn ơi, đất bằng rồi. Đi qua cầu rồi đi anh ơi. Cầu này làm tên là cầu gì vậy? Cầu Si. Cầu Tông Dung Vinh nhé. Em quay túi kẹo rồi đây, bị lừa rồi, mua một đống kẹo cho đây, cho trẻ con đây, không có một mống nào, độc kinh rồi. Sợ thật, mấy trăm nghìn tiền kẹo, không có một đứa dân bản nào, trẻ con nào, toàn kinh thôi anh em ạ, toàn người kinh ở đây hết. Để tiếp tục, vẫn chưa. À đây, cái lối này là lối đi lên này. À đây rồi. Cái bản, cái bản chuẩn đấy. Đấy, cho bé hết kẹo luôn rồi. Cho luôn hai túi. Đây, có nhà hàng của các bạn đây. Dụng thu. Restaurant. À, đoàn tới đến đây rồi. Vợ tôi đâu rồi? Kìa. Đang lên rồi, anh em nhìn thịt đây. Gà này gà đùi á. Bản này mọi người ơi. À hình như mọi người có văn nghệ, có ngựa kìa. Anh em có nhìn kỹ không? Ngựa kìa, ngựa một nữa không nhỉ? Đó. Ngựa này khả năng thuê rồi, văn nghệ á, đấy. Mấy ông này không biết solo evo được không nhỉ? Tôi xuống tôi làm tí, anh em trông tôi này thôi nhưng mà evo phim hùng tôi ok nhá. Chồng bởi ông em này dưỡng sinh á, chắc không đi vô được đâu. Rồi, chúng ta đã xuống dưới bản rồi anh em ơi. Các em nhỏ đang nhảy à? Đây, cả nhà mình đang ngồi trên kia kìa. Trời ơi, vừa lại đi mãi không thấy trẻ con ở đâu anh em ạ. Bây giờ ra đây thì mới thấy trẻ con. Mà cho hết kẹo rồi. Cho hết nhà bè kia rồi. Cứ tưởng bị bịp, hóa ra là mình chưa đi tới nơi anh em ạ. Thế này mới có. Ở đây ngựa này. Con gái. Nhờ bộ, mấy cái bộ này trông như kiểu Mông Cổ ấy nhở? Hay là ở trên này người ta cũng mặc như thế ta? Kiểu có cái khăn lông vắt cổ á. Trông rất giống Mông Cổ nhá. Ở đây có cái dịch vụ thuê ngựa này, thuê ngựa ở chụp ảnh. Tôi nghĩ là cái gói kẹo của tôi xuống đây cũng không cho được tại mấy bé đang nhảy. Và tôi đi lên nữa. Ôi, mà cũng ít người dân lắm anh em ạ. Không có nhiều đâu. Hầu như là toàn khách du lịch á.
còn là khách du lịch thôi. Lâu lắm rồi mới có thời gian tập thể dục như này. Bình thường suốt ngày ngồi máy tính, mệt quá. Thôi bây giờ về review đồ ăn tại bản Cát Cát cho tất cả mọi người nhá. Cho em xin một cái. Chẩm chéo. Nào, qua đây. Đủ 9 món nhá mọi người nhá. Đây rồi. Ui, món này như kiểu nướng ấy anh em ạ. Nướng. Đây mà nó. Đây nghe. Không, anh có bây giờ anh nong rồi. Đấy, đây là nộm. Nộm làm lợn nộm. Trong ấy của nó có cả tiết đẹp nha. Có cái canh. Đến mâm đẹp thật. Có chứ. Canh là cái món quan trọng nhất trong cái lợn mãn này, đơn giản đâu. Con lên phát rồi nhập cuộc kìa. Nhá. Mời bác ạ. Rồi, mời các anh nhá. À, và mâm ăn trưa nhé mọi người nhé, mời mọi người ăn trưa nhé. Quá, bể lại bể nước nóng mọi người ạ. Bể nước nóng. Không uống nước mà một. Đi uống cái ơi, đâu uống nước. Em ơi, nhìn vào đây mẹ. Nửa bể thôi à? Em tưởng anh kinh ngư. Tầm chiều à? Bỏ trên này nhưng ngon. Chụp anh mấy cái ảnh. Từ nước là ngon nhất. Hiện tại đang là tối mùng 2 các bạn ơi. Cả nhà đang đi xe điện. Đang đi xe điện lên gọi là một vòng thành phố Sapa. Đây là anh của mình. Bây giờ đi lượn tí nhá. Đi lượn ngắm phố phường tí, quay cho mọi người phố phường ở Sapa xem như nào. Thế là chúng mình sẽ đi ăn. Tối nay chúng ta sẽ được ăn cầy hương anh em ạ. Đây bây giờ tôi sẽ quay cho mọi người một chút về
thành phố Sapa nhá. Đó. Ủa thấy không? Đây gọi là cái gì nhỉ? Cái này gọi là gì? Quảng trường à? Nhà thờ và quảng trường tại Sapa. Hôm qua tôi thấy ở dưới này mọi người trẻ con nhảy nhót vui phết. Chưa đến giờ, sớm mà chưa đến giờ chắc tính nữa. À đây, cái hôm qua tôi vừa chụp ảnh ở đây xong. Đây. Cái này gọi là cái đồng hồ á. Đấy, mọi người hay check in ở đây khi đến Sapa. Các bạn đẹp chưa? Và hôm nay bổ đi tí massage chân mà chưa đi được. Đây các cụ bán, các bà bán cơm lam này, hoa quả. Ở đây nhiều chợ đây, à đây là chợ luôn mà, đây là chợ đêm mà, chợ đêm luôn á. Chúng ta đang đi qua chợ đêm. Ok, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở phố này là phố Xuân Viên, và nhà hàng của chúng ta sẽ là nhà hàng Bảy Quán đấy các bạn nhé. Bảy Quán. Ok, không. Chúng ta lên trên này nha. Có tay khí chứ nào. Ok, rồi chúng ta lên trên tầng 2 của quán nhé các bạn nhé. Ôi, sao mọi người lên hết này. Đây, không gian quán này. Cũng có cái sập để ngồi. Đây, chắc là đội nhà mình ngồi ghế đấy các bạn nhé. Coi cho mọi người không gian quán nhé. Đấy, ở đây nhìn xuống này. Đây, món ăn của chúng ta buổi tối hôm nay. Đậu rán, tỏi cá hồi. Đây, món chính của chúng ta đây. Cây hương. Nguyên con. Đây cả đầu bếp. Bao tiền nhỉ? Tổng vệ sinh. Con này 3 cân à? Mắm tôm nhá. Cái này cái cao này nó ngọt này. Thì nó thơm hơn nhiều. Cái da của nó thơm lắm. Cây này cũng cây hương. Đúng là nó đặt cái tên cây hương cũng đúng nhỉ. Cái bì đó nó thơm hơn hẳn. Cây hương lắm. Ok. Rồi, chết rồi.
Ok mọi người, sau khi ăn xong thì trước hai vợ chồng mình đi làm massage chân đi. Hôm nay đi quả bạn cát mỏi quá. Khả năng là tối hôm nay kết thúc bằng quả massage chân ở bụng nhá. Được chưa? Đây, thấy bảo đi bộ hết cái đường này là tới thôi. Và tối nay hình như là lạnh hơn quá ấy. Ôi trời ơi anh em ơi, có lẽ ở trong massage chắc mình chả quay được cái gì. Đã thôi, vừa xong là chạy về nhà rồi. Còn tầm mấy chắc hai vợ chồng mình ngủ. Mai chắc làm bữa cơm đi ăn, dạo lại ăn nhiều đạm quá. Gút đến nơi rồi. Thôi tớ đi ngủ rồi nhá. Mai xem còn cái gì nữa sẽ quay tiếp nha anh em nhá. Bye bye, ngủ đã. Hello anh em, tôi đang ở chợ Sapa, ở giữa thị trấn. Vừa mua được ít đồ thổ phẩm cho bọn trẻ con. Trà này không có gì nhỉ? Không có xạ đen nữa nhá. Tiêu đan giảm tiểu đường, giải độc cơ thể, giúp tiêu hóa tốt, tiêu mỡ. Ok, quảng cáo ấy thôi nhưng mà sao uống thơm thôi. Chứ không tiêu đâu. Những lượng cường dương cực mạnh này. Không có yếu đâu mà mình cường. Quan trọng bây giờ đi, bây giờ là ngày cuối cùng rồi. Tớ giờ đi ra nhà hàng làm bữa cơm, 3 ngày chưa được ăn cơm. Nhá, cho chân mình đi ăn cơm nha anh em. Rồi anh em ơi, mua được tí trà mà đấy. Vừa quay đây anh em, ít thủ cẩm. Mua cho thằng Quỳnh với thằng Canh Ngố lạp xưởng. Đây, lấy ra nhá. Đây là quà của em Cay với em Quỳnh. Đây, lạp xưởng. Gói, mỗi thằng một lọ chảo chấm nữa, chấm chéo nữa. Đây nha. Thế thôi, tôi chả mua gì anh em. Đồ trong này loanh quanh chỉ có mấy cái đồ kiểu đặc sản thế đó. Nhà thiết có thịt trâu bác bếp nhỉ, ăn nó cũng ngon lắm. Bây giờ đi ăn cơm đi. Ui, mấy hôm nay núi mà sao vẫn đen nhỉ? Hôm qua đi đầy nắng như thế thì chả đen. Bây giờ đi ăn cơm không về. Vlog về toàn thể ăn thôi anh em. Ăn hoài. Có chế nhá. Đi ăn cơm đấy. Đây, bữa cơm quê đây anh em ơi. Ăn nốt bữa này là về Hà Nội nhá. Canh cải này. Cá suối chiên giòn. Rang cháy cạnh. Su su. Cơm. Đấy, xong bữa. Thôi, nốt bữa này về Hà Nội nhá các bạn nhá. Con này nói là còn cho bà ấy bà. Ok anh em ơi, nhà mình vừa dùng bữa trưa xong rồi, chắc là cũng chẳng làm gì quay nữa thì hai vợ chồng mình chào tất cả mọi người nhá. Anh em mà xem vlog và thấy hay thì nhớ cho mình một like, một sub để mình có động lực làm những cái chuyến đi tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Bye bye, chào bye bye.